Các bạn còn nhớ buổi trước mình học bài gì không? Có Ừ, buổi trước mình học bài gì nhỉ? Các bạn nhắc lại cho cô buổi nào. trước mình học chủ đề color. What is it color? What color is it nhỉ? What color is it? Ừ, có nghĩa là gì nhỉ? Là màu sắc ạ. Đúng rồi. Để màu sắc mình học mấy màu nhỉ? Mình học 5 màu. 5 màu ạ. Ừ, rồi. Thế bạn Ngân đọc cho cô xem là có 5 màu gì nào. Đọc bằng tiếng Anh nào. Yellow, blue, green, black, red. Rồi, thế bạn Hân nào. Red, blue, yellow, green, black. Red. Rồi, thế bây giờ bạn Hân hỏi bạn Ngân đây là màu gì? Và bạn Ngân sẽ trả lời đấy là màu xanh lá cây xem nào. What color is it? Trả lời nào. Nó là màu xanh lá cây. Là màu xanh lá cây. Ừ, thì con trả lời bằng tiếng Anh nào. It's green. Đúng rồi, chính xác. Rồi, thế nếu như mà muốn hỏi tên thì mình sẽ hỏi câu gì? Mình sẽ hỏi là what's your name? Ừ, rồi trả lời là my name is đúng. Hoàng Bích Ngân ạ. À. I am Hoàng Bích Ngân nhá. I'm Hoàng Bích Ngân, không có ít đấy nhá. I'm Hoàng Bích Ngân. Rồi. À, sẽ có hai từ mới, ở phần âm mi. Âm mi thì là có hai từ gì và từ gì nhỉ? Từ boy và từ bad ạ. Đúng rồi, boy nghĩa là gì? Boy là... nghĩa là cậu bé. Đúng rồi, thế còn bad? Còn bad là cây bầu trời. Đúng rồi, là thế hôm nay Hân ngồi bên nào nhỉ? Con ngồi bên chỗ cũ ạ. À, vẫn chỗ cũ đúng không? Tức là vâng ạ. Hân ngồi phía bên này đúng không? Hân ở ngồi bên phải đúng không? Còn vâng Ngân ạ. Ngồi bên trái. Ừ, rồi, vâng ạ. Rồi. À, bây giờ mình chuyển sang bài của ngày hôm nay nhé. Vâng ạ. Ừ, rồi. Các bạn chờ cô một tí này. Cô mở bài nghe. Các bạn có nghe thấy cả cô chia sẻ không? Có ạ, có ạ. Rồi mình nghe cái bài này xong rồi mình bắt đầu vào bài hôm nay nhé. Vâng ạ. Rồi, đây mình chuyển sang bài ngày hôm nay nhé. Vâng ạ. Ừ, các bạn nhìn vào sách cho cô nào.
You are lesson 3, sound and letter. Hôm nay chúng ta sẽ học về chữ cái gì đây các bạn nhìn thấy không? Chữ cờ. Đúng rồi, chữ cờ. Tiếng Anh đọc là gì nhỉ? C. Đúng rồi, chính xác C. Nào, hôm nay mình sẽ nghe cái bài, trước khi vào bài mình nghe người ta đọc các từ mới ngày hôm nay nhé. Listening 19. Listen and point. Letter C. Cat. Cat. Car. Listen and repeat. Letter C. Ka. Ka. Cat. Ka. Car. Listening 20. Listen and chant. À, nghe lại nhé. Nghe lại cái bài người ta đọc. Letter C. K. Listen. K. And C. Cat. Cat. K. Car. Car. Listen and repeat. Các bạn nghe và nhắc theo người ta nhé. Letter C. K. Cat. Cat. Oh, người ta mới đọc khó thôi. Ka. Cat. Cat. Ka. Car. Nghe mà nhắc lại. Listening lần nữa nào. 20. Listen, listen and point. Letter C. Ka. Cat. 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 Car. Car. Listen and repeat. Rồi nghe và nhắc lại người ta nào. Letter C. Cat. 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 Car. 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 Nào. Listen. Nào. Bạn Ngân đọc trước cho cô nào. Car. Car. Cat. 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 Ừ, đọc từng chữ một nhé. Nè, các bạn nhìn vào đây. Nào, đọc từ chữ C này trước nhé. Car. C. Car. C. Nào nào, cô đang bảo đọc chữ cờ theo cô mà. Cờ. Cờ. Ừ. Cờ. Cat. Cat. Ừ. Cờ. Car. Cờ. Car. 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 Đúng rồi. Nào, con tự đọc lại nào. Từ đầu tiên nào. Car. Được rồi, từ thứ hai nào. Cat. Car. 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 Đúng rồi, rồi. Tính thân nào. Cat. Ừ. Car. Đúng rồi. Nào, các bạn bây giờ viết nghĩa vào bài nhé. Cat này, cat này. Ở đây con gì đấy? Bạn thấy con gì đấy? Mèo, con mèo. Đúng rồi, cat thì có nghĩa là con mèo. Rồi, đây, thế bây giờ car. Car là gì đấy? Car là ô tô ạ. Đúng rồi. Rồi, thế bây giờ hai bạn viết hai từ mới này vào đi. Thank you.
Cô có xong rồi ạ. Các bạn chào cô 2 phút nha. Vâng ạ, vâng ạ. Hai từ này một lần nữa nào. Từ đầu tiên nào. Cat. Rồi, từ thứ hai nào. Car. Car. Đúng rồi. Bây giờ mình nghe cái bài này nhé. 20. Listen and chant. A cat in a car. Ca. 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 A cat in a car. Ka, ka, ka. Cat, cat, cat. Car, car, car. A cat in a car. Ka, ka, ka. Nghe lại một lần nữa thì mình đọc theo người ta nhé. Rồi các bạn đọc theo người ta luôn cũng được nhé. A cat in a car. A cat in a car. Ca. Ca. A cat in a car. A cat in a car. Ca. 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 Cat. 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 Car. 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 A cat in a car. Cat in a car. Ca. 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 Này mình cũng đọc nữa nha. Chant. A cat in a car. A cat in a car. A cat in a car. Rồi. Hân đọc câu này cho cô nào. A cat in a car. Đúng rồi. Nào, câu này nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là mèo và ô tô ạ. Ừ. Đây có một con mèo và một cái ô tô đây đúng không? In ở đây. In có nghĩa là ở trong. Ở trong. Đây các bạn nhìn này, con mèo đang làm gì với cái ô tô đấy? Con mèo đang ở trong ô tô. Đúng rồi, chính xác. Khi mà con mèo ở trong cái ô tô này mình sẽ gọi là in, ở bên trong. Ở bên trong sẽ là in. Mình sẽ dịch câu này là gì? A cat in a car. Con mèo ở trong ô tô. Đúng rồi. Ơ này ở đây là một nhá. Một con mèo. Đây có một con mèo ở đây này. In ở trong a car. Một cái ô tô. Câu này hoàn chỉnh sẽ là một con mèo ở trong ô tô.
một cái ô tô. Được chưa? Vâng ạ. Ừ, các bạn hiểu câu này đúng không? Tiếp nào. Ca. 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 A cat in a car. A cat in a car. Đúng rồi. Ca. 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 Cat. 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 Car. 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 A cat in a car. Why? Ca. 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 Rồi. À, bây giờ mình chuyển sang làm một cái bài tập nhỏ này nhé. À, rồi. Thế nào? Ở đây là cái gì đây? What is it? It. It. Am. Is a. Is a. A cat. Đúng. What is it? It a car. It a car. What color is it? It red. Đúng. Hey, what color is it? It yellow. What color is it? It black. Đúng. Rồi. Hey, what color is it? It blue. Đúng rồi. Good, very good. Now, thế bây giờ mình cùng làm cái bài tập này nhá. Đây, ở đây người ta yêu cầu là connect the letter C, stick and say. Nào, bây giờ người ta đang yêu cầu là mình sẽ nối những cái từ, tìm những cái từ mà có chữ C với nhau này. Nối vào với nhau nhá. Ở đây mình có bao nhiêu chữ cái đây? Mình có những chữ cái gì nhỉ? Có những chữ cái là B, C, I. Đúng rồi, đúng rồi. Thế có tổng bao nhiêu, có tổng bao nhiêu chữ cái ở đây? Con thưa cô là 5 chữ cái ạ. Đây, hai hàng mà mình có hai hàng ấy. Hai hàng là 10 chữ cái. Hai hàng là 10 chữ cái ạ. Đúng rồi. Good. Bây giờ mình cùng nối những cái chữ C vào cùng với nhau nhá. Nào, ở đây có con mèo này, con mèo là cat. Cat này nối vào chữ C này. C này lại nối lên với chữ C này. Rồi thế chữ C tiếp theo ở đâu? C tiếp theo là ở hàng thứ nhất số 3 và hàng thứ hai số 4 ạ. Đúng rồi. That is hết rồi đúng không? Chưa ạ. Và hàng số 2 ở hàng số 2 và số 5. Rồi, thế cái này còn nối đi đâu nữa không? Không ạ. Không à? Thế ở đây cái này là gì? Cái này là cat. Car. Car. Có chữ C không? Thế có chữ C không? Có ạ. Thế cái C này có nối vào đây được không? Có ạ. Đúng rồi, giống như kiểu đây này. Cat nối vào C này, C này, C này. C tiếp này, C này, và car. Rồi chưa? Rồi ạ. Rồi, tiếp nào. Rồi, thế mình vừa học được hai từ gì nào? Các bạn nói lại mình vừa học được hai từ gì nào? Mình vừa học chữ cái gì nhỉ? Mình vừa học chữ cái C ạ. Đúng rồi. Và từ vựng, hai từ mới. Và từ cat và từ car. Đúng rồi, nghĩa là cái gì nhỉ? Nghĩa là con mèo và ô tô. Và con mèo và ô tô, đúng rồi, chính xác. Bây giờ mình vừa học, mình chuyển sang lesson number 4, numbers và số. Hôm nay mình học số tiếp nha. Thế thôi, các bạn còn nhớ là mình đã học được số gì với số gì được không? Mình đã học số 2 ạ. Ừ, thế một số, số 1 và số 2 đọc là gì? 1, 2. Đúng rồi, 1, 2, đúng rồi. Hôm nay mình học số tiếp theo, sau 1, 2 là số gì? Là số 3, số 4. Đúng rồi, chính xác. Hôm nay mình học thêm 2 số mới là số 3 và số 4. Bây giờ các bạn nghe người ta đọc nhé. Listening 21. Listen, point, and repeat.
4. Listening 22. Point and sing. Mình nghe người ta đọc lại một lần nữa nha. Three. Four. Listening 22. Point and sing. Các bạn đọc nhé, bây giờ mình đọc cho người ta nhé. Nào. Three. Hân đọc nào. Three. Ngân nào. Three. Đúng rồi, three. Three. Oh, các bạn đọc theo, đọc đếm từng con nha cô nè. One, two, three. Đúng rồi. Có bao nhiêu con mèo đây? Ba. Three. Con mèo. Three. Con mèo là gì nhỉ? Three cats. Đúng rồi, chính xác. Three cat. Tiếp nào. Four. Rồi, Ngân nào. Four. Hân nào. Four. Điếm nào. One, two, three, four. Rồi, các bạn đọc lại từng số 2 cho cô nào. Số 2 là gì? Từ số 2 các bạn vậy. Số 2 là two. Các bạn chỉ cần đọc two thôi, không cần phải cong lưỡi lên đâu. Two. Đúng rồi. One, two, three, four.
Đọc lại nào. Four. Four. Đúng rồi. Rồi, bây giờ các bạn viết từ vào nào. Viết three. Three là? Ba. Số ba. Ba. Số ba. Four. Four là số bốn. Đúng rồi, các bạn viết hai từ sai số này vào cho cô nào. Con chép xong rồi đúng không? Vâng ạ. Bây giờ mình chuyển sang nghe cái bài nhé, cái bài hát của người ta nhé. Listening 22. Point and sing. Nghe bài này lần nữa nào. Mình vừa nghe hai lần rồi, các bạn đọc theo cô các câu này nhé. Đọc theo các câu ở trong bài hát này nhé. Four. Four. Listen. Three white cats. Now, three white cat. Three white cat. Đúng rồi, white. White cat. White. White cat. Rồi, three white cat. Three white cat. Đúng. Three white cats. Count the cat. Now, cow. Cat. Cow. Cow, 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 cow. Rồi, the, cow, the cat. Cow the cat. Đúng rồi, cow the cat. Cow the cat. Đúng rồi.
One, two, three. Now. One, two, three. Forest car. Forest car. Cow. Cat. The. Cow. The. Car. Car. The car. Car. Right now. Cow. The car. Cow. The car. Cow. The car. Cow. The car. One. One. Two. Three. Four. Yeah, các bạn đọc nào. One, two, three, four, four. Two. Các bạn đọc lại cho cô two. 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 Đúng rồi. One, two, three, four. Đọc lại nào. One, two, three, four. Đúng rồi. Rồi. À, mình dịch cái bài này nhé. Point and sing. Ở đây white, các bạn nghe white là gì không? White là màu trắng ạ. Đúng rồi, chính xác, white là màu trắng. Hôm nay mình học thêm một màu ngoài 5 màu lần trước. Buổi trước mình đã học ra. Thì hôm nay mình có thêm một màu trắng nữa là white. Các bạn viết từ white vào vở đi nào. Các bạn viết white vào vở đi. Xong. Các bạn xong rồi đúng không? Xong ạ. Ừ, thế bây giờ dịch cho cô câu này nào. Three white cat nghĩa là gì? À, số 3. Three là số 3 rồi. Thế three white cat nghĩa là gì? Ba gì? Ba màu. Ba. Nào, nào. Mình sẽ ba con mèo dịch. Ba con mèo màu trắng. Đúng rồi, chính xác. Three white cat nghĩa là ba con mèo màu trắng. Good, very good. Now, next. Three white cats count the cat. Now, count. Count ở đây có nghĩa là đếm. Count nghĩa là đếm nhá. Thế count the cat nghĩa là gì nhỉ? Count a cat là đếm số cat. Đếm con. Đếm những con mèo đúng không? Đếm những con mèo vâng ạ. Ừ, theo nghĩa là đếm. Rồi, nào, chị câu này lại nào. Theo the cat nghĩa là gì? Đếm số con mèo. Rồi, đếm những con mèo ở đây nè. One, two, three. Rồi. Một. Một, hai, ba. Rồi, thế có bao nhiêu con mèo? Ba con mèo ạ. Ok, thế là three. Three. Three gì? Tuy là ba con mèo. Không không, cô đang hỏi. Ờ, thế có bao nhiêu con mèo màu trắng ở đây? Có ba con mèo màu trắng ạ. Ừ, thế trả lời bằng tiếng Anh là three white cat. Đúng rồi, chính xác. À,
nào? Forest car nghĩa là gì? Bốn xe ô tô màu đỏ. Đúng. Bốn red. Good. Correct. Now, count the car. Count the car. Đếm số cái ô, đếm số cái ô tô. Đúng rồi, đếm cái ô tô. One, two, three, four. Rồi. One, two, three, four. What? Một, hai, ba, bốn. Đúng rồi. How many red car? Có bao nhiêu cái ô tô màu đỏ? Bốn cái ô tô màu đỏ. Ừ, trả lời bằng tiếng Anh cho cô nào. In English? Là four car. Four red car. Four red car. Đúng rồi, chính xác. À, từng bạn hát hát một bài này cho cô nhé. Bạn bạn Ngân sẽ hát bài về số 3 trước cho cô. Bạn Ngân hát về bài con mèo và bạn Hân sẽ hát về bài ô tô nhé. Nào, bắt đầu nào. Tiếp nào. Đúng rồi, hai bạn hát tốt lắm. Rồi, hai bạn hát rất là hay. Rồi, very good. You sing very well. Rồi, hai bạn hát rất là hay. Rồi, bây giờ mình chuyển sang bài tập tiếp theo nào. Nào, ở đây ở trong cái khung hình này có những cái gì đây? What are they? Đây là những cái gì đây? Có bao nhiêu thứ ở đây nào? Con cho cô là có 5 thứ ở đây ạ. Đúng rồi. Đây là 1, đây là 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. Thế đây là gì nào? Các bạn trả lời tiếng Anh cho cô in English. What is boy, rồi, what is it? Boy. Đây, cái này. Apple. Đúng. Tiếp nào. Number 3. Car. Car. Rồi, number 4. Bat. Chính xác, rồi. Final. Car. Đúng rồi, chính xác. Rồi, bây giờ bài tập của bài này là đây, bài này là đếm, khoanh và nói. Nào, đầu tiên nào. Boy. How many boys? Có bao nhiêu? How many boys? Hai. Rồi, các bạn đếm cho cô nào. Bạn đầu tiên là áo màu gì? Áo màu xanh nước biển. Xanh là cây ạ. Thế xanh là cây là gì? Xanh là cây là green. Đúng rồi, thế bạn này là bạn đầu tiên này. Rồi. Bạn thứ hai là bạn có áo màu vàng sọc kẻ cam ạ. Đúng rồi, thế là bạn đang có cái gì ở trên tay đây? Apple. Chính xác. Bạn này bạn thứ hai đúng không? Rồi, how many boys? Rồi. Có bao nhiêu bạn con trai? Có. Three boys. Bao nhiêu? Hai bạn con trai ạ. Hai bạn con trai tiếng Anh là gì? Three boys. Hai bạn con trai tiếng Anh là three à? Two. Three là số này. Three là bao nhiêu đây? Three boys. Là three boys rồi. Two boys. Đâu? Những bạn nào chỉ cho cô nào? Bạn green, bạn có áo màu green này đúng không? Là bạn số 1 này. Ừ. Bạn áo màu yellow và đang ăn apple đây này, đang ăn apple này là bạn số 2, được chưa? Đúng rồi ạ. Ừ. Okay. How many boys are there? Có bao nhiêu bạn con trai? I got
Đúng rồi, chính xác. Two boy. Bạn này không tính đâu nhá. Bạn này không tính đâu. Bạn này chỉ là phần hướng dẫn thôi, mình không tính bạn này vào nhá. Vâng ạ. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là apple. Đúng apple. Rồi. Thế how many apple? Có bao nhiêu quả táo ở trong bao này? Đúng rồi, thế nó ở đâu? Nó ở trên tay bạn Nam ạ. Đúng rồi, đây đúng không? Một. One, or only one. Tiếp nào, cái số 3 là gì? Cái số 3 là car. Rồi, how many cars? Có bao nhiêu cái ô tô nào? Có 3 cái ô tô ạ. Ừ, 3 cái. Rồi, thế Ngân nào? Ngân bảo bao nhiêu cái ô tô? Con thưa cô là 4 cái ô tô ạ. Ừ, thế Hân bảo bao nhiêu? Con bảo 3. Ừ, thế các bạn đầu tiên đếm cho cô ô tô đầu tiên màu ở đâu? Màu xanh nước biển. Ờ, màu xanh nước biển là gì? Màu xanh nước biển là blue. Đúng. Rồi, cái thứ hai màu gì? What color? Màu green. Green. Màu xanh lá cây. Green. Đúng. Tiếp theo, cái số 3. Số 3 là red. Red, red. Đây đúng không? Chính xác. Rồi, cái cuối cùng màu gì đây? Các bạn biết màu này màu gì không? Purple. Purple, chính xác. Oh, very good. You know purple. Okay. Rồi, cái thứ tư purple. Rồi, thế mình có bao nhiêu tổng cộng? How many cars? Four car. Đúng. Rồi, thế bây giờ Ngân đã biết bao nhiêu? Ngân với Hân biết bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu chưa? Anh thưa cô là 4 xe ô tô ạ. Ừ, thêm vừa nãy có một bạn bị thiếu đúng không? Bạn đã nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Ừ, rồi. So there are 4 cars. Rồi. Cái thứ tư nào? Thứ tư là cái gì đây? Là bat. Rồi, bat. How many bat? Các thưa cô là 4 cái gậy bóng chày ạ. Đây, mình chỉ tính ở trong cái chỗ này thôi nhá. Ba cái gậy bóng chày ạ. Ờ, cái đầu tiên chỉ cho cô xem nó ở đâu nào. Cái đầu tiên là ở sau lưng bạn bé ạ. Đúng. Cái thứ hai là ở trước con mèo ạ. Đúng. Tiếp, cái thứ ba nào. Cái thứ ba là ở dưới bạn bé ạ. Đúng. So, there are... Có bao nhiêu cái gậy bóng chày đây? There are... Three bats. Còn boy là cái gì? Boy là bạn bé. Đúng rồi, boy là ngáo lúc đầu đây này. Boy là cậu bé. Còn bat là cây gậy bóng chuyền, bóng chày. Sorry. Rồi, thế bây giờ hình cuối cùng nào? Hình cuối cùng là cái gì đấy? Con gì đấy nhỉ? Là con mèo. Con mèo. Tiếng Anh là gì? Là cat. Đúng rồi, cat. Rồi, how many cats? Và thưa cô là hai ạ, con mèo ạ. Hai con mèo đúng không? Rồi, sẽ tìm cho con mèo đầu tiên ở đâu? Con mèo đầu tiên ở sau cây gậy bóng trời ạ. Đây, đây. Rồi. Con mèo thứ hai ở giữa hai cái ô tô ạ. Đúng rồi, hai bạn làm đồng đều nhau thế. Rồi, how many cats? There are... How many cats? Có bao nhiêu con mèo? Two cats. Đúng rồi. Two cats. Chính xác. Rồi, các bạn đã hiểu cái cách tìm bài cách tìm đồ vật ở trong cái bài này chưa? Rồi ạ. Ừ, rồi. Thế bây giờ mình hỏi lại nhé, có bao nhiêu cậu bé ở đây nào? How many boys? Two boys. Rồi. How many apples? One apple. Yes. How many cars? Four cars. Rồi. How many bats? Three bats. Rồi. How many cats? Two cats. Rồi. Very good. Rồi. Hai bạn đã hiểu cái bài ngày hôm nay chưa? Rồi, tốt. Rồi, sau lesson 3 and lesson 4, các bạn nhắc lại cho cô mình học cái gì rồi?
Hôm nay mình học chữ cờ. Ừ, và hai từ. Âm cờ, chữ cờ âm cat, âm car. Ừ. Âm và cờ, âm cờ và chữ cat và chữ car nhé. Ừ, đúng rồi. Tiếp, thêm mình học số về numbers. Numbers mình học hai số gì? Number 3, number 4. Đúng rồi. Thế màu trắng là gì? Màu trắng là white. White, chính xác. Rồi, tốt. Mình chuyển sang làm bài tập bài này nhé. Vâng ạ. À, các bạn có sách bài tập chưa? Rồi ạ. Ừ, rồi. Rồi. Các bạn làm cùng với cô nào. Mình nhìn vào bài 1 nào, bài 1 là match. Người ta đang yêu cầu là mình nối. Thế bây giờ mình ở đây mình có 3 câu này. Cái đầu tiên bạn này bạn gì nhỉ? Mình đã gặp bạn này rồi. Bạn này là bạn. Bạn này là bạn Billy. Billy, đúng rồi. Rồi, thế bạn đang cầm cái gì màu gì đây? What color is it? It is black. Đúng. Đấy, black thì ở đây cũng là black đúng không? Cái B này, cái B này cũng là B black đúng không? Bây giờ mình sẽ nối cái những cái màu các bạn đang cầm vào những cái ô ở đây nhé. Nè, bạn thứ hai tên là gì đây? Rosie, đúng rồi. Thế bạn đang cầm what color is it? It's green. Oh, so it match with. Thế bây giờ mình nối bạn này với chữ cái nào? Match with. C. Đúng rồi, chính xác. Rồi, thế bạn cuối cùng bạn gì đây? Bạn cuối cùng là bạn Tim. Tim, đúng rồi. Thế bạn đang cầm màu gì đây? What colors? Bạn đang eat red. Đúng, red. Thế bây giờ mình nối với gì nào? Nối với A ạ. A, đúng rồi, chính xác, correct. Nào. Đây. Cho cô một chút nha. Đây, cô sẽ mở cái này lên cho các bạn. Làm bài, mình làm bài trên đây nhé. Okay. Mình nghỉ giải lao 3 phút nhé. Vâng ạ. Mình vào học liên tục rồi mình nghỉ giải lao 3 phút. Mình sẽ quay lại 8:25 nhé. Vâng ạ.
Mình quay lại lecture lesson và mình quay lại bài học nào. Nào, bây giờ mình chuyển sang cái bài của lesson 2, bài tập của lesson 2 nè. Ở đây mình sẽ người ta có 5 câu ở đây. 5 câu. Là 5 cái hình ở đây này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Nào các bạn bật mic nghe cho cô nào. Hân ơi bật mic nghe cho cô nào. Các bạn nghe thấy cô nói không? Có. Rồi, tốt, very good. Nào, bây giờ mình sẽ làm cái bài tập này nhá. Nào, tô màu cái mà nó khác biệt sau những cái còn lại. Color the odd one out. Tô màu cái khác so với những cái còn lại. Nào, cái đầu tiên này, ở đây có bao nhiêu ki khối ở đây? 5 khối ạ. 5 khối, đúng rồi. Ở đây, tại sao 4 cái này không được tô màu, cái này lại được tô màu nhỉ? Vì sao? Vì là người ta chỉ bảo tô một khối ạ. Tức là tô một khối khác với những cái còn lại ấy. Thế tại sao cái này có khác những cái còn lại không? Cái này có 5 cái ở đây, cái này. Đúng rồi, thế tại sao nó lại khác nhỉ? Bởi vì nó có màu, mấy cái còn lại không có màu ạ. Các bạn hiểu không? Tức là cái nào nó khác ấy thì mình sẽ tô màu vào nó. Thế tại sao cái này lại được tô màu? Bởi vì là nó không có hình giống của, nó không có hình dạng giống của mấy cái Lego còn lại ạ. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, con trả lời đúng rồi đấy. Bởi vì những cái này nó đều bằng nhau đúng không? Những cái này nó lại nhỏ hơn đúng không? Các bạn có thấy cái này nó nhỏ hơn so với những cái này không? Nó khác có những nó khác so với 4 cái còn lại, thế nên mình sẽ tô màu cái này để mình phân biệt, được chưa? Rồi, thế bây giờ mình chuyển sang cái thứ hai nhá. Cái thứ hai, cái này gọi là cái gì nhỉ? Tiếng Anh cái này gọi là gì? Bat, đúng rồi. Thế ở đây có 5 cái loại bóng chuyền. Thế bây giờ mình các bạn nhìn cho cô xem cái nào là cái khác so với những cái còn lại đây. Cô là có 3 cái khác nhau ạ. Ồ, có 3 cái khác nhau cơ. Con nhìn lại kỹ cho cô nhá. Cái đề bài người ta bảo là chỉ là có một cái khác nhau thôi. Các bạn nhìn kỹ cho cô. Cứ nhìn từ từ nhá. Con thưa cô, con thấy có một cái khác nhau ạ. Ừ, con thấy cái nào? Đó chính là cái cây gậy bóng trời số 2 ạ. Ừ, tại sao cái số 2 nó lại khác? Bởi vì rằng là nhá, nó nhỏ hơn so với mấy, nó ngắn hơn so với mấy cái trước ạ. Ừ, đúng rồi. Rồi, thế bây giờ bạn Hân thì sao? Ý kiến của bạn Hân thì sao? Con thưa cô là... Ý của con là một cái gậy bóng chày khác, trong đó có một cái gậy bóng chày khác nhau ạ. Ừ, thế cái nào? Con thấy cái nào khác nhau so với những cái còn lại? Con thấy là cái số 2 ạ. Ờ, rồi, hai bạn đều đồng ý là cái số 2 đúng không? Ừ. Ừ, cái này nhỏ hơn đúng không? Rồi, thế 3 cái này, 4 cái này bằng nhau đúng không? Rồi, thế các bạn nhìn vào cái tay cầm này, cái mà có kẻ sọc ở đây này. Các bạn nhìn thấy vào cái đấy chưa? Rồi ạ. Ừ, thế các bạn thấy cái này nó hướng lên trên hay hướng xuống dưới? Hướng dưới ạ. À không, tức là ý của cô là nó ở bên trên hay ở bên dưới ấy? Trên ạ. Ờ, thế còn cái này? Cái này ở lên dưới. Bên dưới ạ. Ở bên dưới, không, cái này ở bên dưới này, cái này là ở bên dưới này. Cái này là ở bên trên đúng không? Vâng ạ. Thế cái này ở đâu? Cái này ở giữa ạ. Không, người ta chỉ là hình người ta vẽ vậy thôi. Cái hướng của nó vẫn là hướng bên trên đúng không? Cái vị trí của nó vẫn ở bên trên. Thế cái này ở đâu? Cái này ở dưới ạ. Ờ, thế cái này ở đâu? Cái này ở trên. Cái gì ở trên ạ? Ờ, cái này ở đâu? Cái này ở trên ạ. Đây, cái này, cái thứ tư này thì sao? Ở trên ạ. Ờ, thế cái thứ năm này thì sao? Năm là dưới ạ. Ờ, thế con có thấy cái này có khác với so với 4 cái còn lại không?
Có. Ừ, tại vì sao nó lại khác so với những cái còn lại? Là tất cả mọi cái thì đầu tay cầm nó đều hướng lên trên và đầu mũ của nó đều hướng xuống dưới, mà cái này đầu mũ của nó hướng lên trên và tay cầm nó hướng xuống dưới ạ. Đúng, chính xác, 10 điểm luôn. Đúng rồi. Trả lời chính xác. Cái này sẽ cái thứ 5, cái khác nhau so với 4 cái còn lại là cái thứ 5. Người ta vẽ hình cái thứ 2 như thế này chỉ là để đánh lạc hướng các bạn thôi. Để cho các bạn nghĩ đến cái đấy là cái khác biệt so với những cái còn lại, mình phải để ý. Mình các bạn cứ nhìn thật kỹ, nhìn từ từ nhá. Đấy, mình sẽ phát hiện ra cái này là cái thứ 5, được chưa? Rồi, đáp án là cái thứ 5 nhá. Ừ, rồi, tiếp nào. Đến number 3. Câu số 3 nào. Ở đây là 5 cái lọ ở đây, có 5 cái lọ ở đây. Các bạn nhìn cho cô xem cái nào nào. Ừ, rồi, Ngân nào. Con thưa cô là cái hộp số 3 bởi vì nó ít hơn 4 cái hộp khác ạ. Đúng rồi, chính xác. Tất cả các cái này đều đầy hết này. Cái này còn mỗi một tí ở dưới đáy thôi. Đúng rồi, chính xác. Cái thứ 4 nào, đến Hân nào. Con thưa cô là quả táo số 4 ạ. Ừ, tại sao quả táo số 4 lại khác? Quả táo... Những quả khác nó đều có cuống, nhưng quả táo số 4 lại không có cuống ạ. Chính xác. Rồi, thế cái số 5 nào, Ngân nào. Con thưa cô là cái số 2 ạ. Cái số 5. Ừ. Tại sao cái số 2? Bởi vì rằng là cái số 2 nó nhỏ hơn những cái khác ạ. Ừ, rồi. Thế Hân có đồng ý với đáp án của Hân Ngân không? Có. Ừ, rồi, đúng rồi. Đáp án là cái số 5. Rồi, thế nhiệm vụ của các bạn bây giờ là các bạn có vở bài tập đúng không? Đúng ạ. Ừ, về các bạn sẽ làm lại cái bài này và tô màu những cái khác nhau cho cô nhé. Vâng ạ. Ừ, rồi, được rồi. Chả chị là mang lên cái mắt cho con đi. Tiếp nào, mình chuyển sang bài này nào. Vâng ạ. Ừ, đây mẹ các bạn nhìn vào bài số 4 cho cô nào. Bài số 4 ở trang 12. Đây. Listen and draw a line. Là các bạn nghe và vẽ một cái đường ở đây. Thế nó bắt đầu chữ cái gì đây? Chữ cờ. Cờ ạ. Chữ cờ đúng không? Rồi letter C. Rồi, thế bây giờ các bạn sẽ nối những từ mà có bắt đầu bằng chữ gì? Cờ. Chữ C ạ. Đúng rồi, thế bây giờ các bạn đọc cho cô những cái đồ vật bằng tiếng Anh này nha. Cái đầu tiên là gì? What is it? Car. 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 Rồi. Hat. Car. Rồi. Cái nào? Cái số 3 nào? Cái số 3 là boy. Boy. Rồi. Cái thứ 4 nào? Rồi. Bạn. Rồi. Cái thứ 4 nào? À, cái thứ 5 nào? Apple. Apple. Đúng. Rồi. Cuối cùng là gì? Car. Rồi. Thế bây giờ cái đầu tiên người ta có letter C ở đây. Người ta nối với lại vẽ một cái đường vào cái chỗ car đây rồi. Thế bây giờ car nối vào đâu nữa đây? Car lại nối vào cat ạ. Cat. Đúng rồi. Thế cat bây giờ lại nối được đi đâu không? Là car ạ. Đúng rồi. Cat lại nối vào car ở đây nữa đúng không? Vâng ạ. Ừ, rồi. Rồi, hai bạn đồng ý với đáp án này chưa? Rồi ạ. Đúng rồi, rồi. Nào. Mình chuyển sang cái bài này nào. Mình chuyển, các bạn nhìn vào cái bài số 2. Bài số 2, page 13. Bài số 2, bài số 2 trang số 13. Rồi, ở đây, how many cars? Ngân nào? Four. Rồi. Con đếm cho cô nào. One, two, three, four. Đúng rồi. Nào, thế câu hỏi coi là what color is it? Number one. What color is it? E. Số 1 đây này, number 1. E red.
Red. Đúng, it's red rồi. Thế hơn nào. Number two, what color is it? It's yellow. Yellow rồi. Number three. Number three là màu gì? It's purple. Purple. Ừ, đúng rồi, cái này gần là purple. Thế cái thứ tư nào? It's blue. It's green. Ừ, cái này là green. Green là màu gì? Màu xanh lá cây ạ. Ừ, thế cái này làm gì phải màu xanh lá cây đâu nhỉ? Không, ở trong vở bài tập là màu xanh lá cây cơ ạ. Ồ, thế à, thế chắc là ở trong đây sai rồi. Ồ, rồi, ok, thế bây giờ mình sẽ là green nhé. Mình sẽ theo sách bài tập của các bạn nhé. Là green nhé, thế chưa? Rồi, ở đây mình có 4 cái ô tô này, 4 cars. Các bạn sẽ trả lời cho cô là 4 cars. Rồi, cái đầu tiên là màu, number 1 is red, number 2 is yellow, number 3 blue, and final cars is green, thấy chưa? Rồi, thế chuyển sang ngày thứ hai, phần thứ hai nào. How many cat? Two cat. Two cat. Rồi, thế bạn đếm cho cô nào. Ngân đáp án là mấy? Con thưa cô là đáp án là 3 ạ. Hân nào? Hân đáp án là mấy? 3. Ờ, thế vừa nãy cô lại nghe bạn nào bảo 2 ấy nhỉ? Thế con đồng ý sửa đáp án là 2 hay là 3 đây? 3 ạ, 3. Đúng, 3 cat. Rồi, đấy chưa? Đếm cho cô nào Hân ơi. 1, 2, 3. Đúng rồi, thế there are 3 cat. Ừ, chưa? Con mèo này có màu gì với màu gì đấy nhỉ? Con mèo này có màu cam sọc kẻ, sọc vàng đen ạ. Thế bây giờ mình sẽ bảo là black and orange. Black and orange. Rồi, thế con mèo thứ hai, number 2. Con mèo thứ hai có màu trắng ạ. Ờ, màu trắng thì gọi là... Màu trắng là gì? White. Đúng, white. Đúng rồi, các bạn về nhà học từ nào? Các bạn ghi vào vỏ rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế là white. Các bạn về nhà học màu mới này cho cô nhé. White. White. Rồi, white. Đúng rồi. Rồi, cuối cùng nào, con mèo này màu gì với màu gì đây? Con mèo này hai màu. Màu gì nhỉ? Màu xám ạ. Ừ. Màu này màu trắng. Các bạn nói màu trắng nhé. Màu trắng với màu gì đây? Màu gì ở trên lưng đó đấy? Còn nhớ không? Màu trắng với màu đen ạ. Ừ, màu trắng với màu đen. Rồi, đúng rồi. Thế bây giờ tiếng Anh là gì? Màu đen ạ. Tiếng Anh là gì nhỉ? Tiếng Anh là black and... Black and white. Đúng, black and white. Rồi, tốt, very good. Bây giờ mình chuyển sang cái phần này nào. Rồi, cái phần này thì dễ này. Cái này giống như vừa nãy mình làm thôi. À, thế bây giờ mình nối nào. Ở đây có bao nhiêu màu đây? How many color? Có bao nhiêu màu? Đây có 3 màu ạ. Ờ, trả lời tiếng Anh cho cô nhá. Là 3 color. Đúng rồi. Rồi, màu đầu tiên là gì nhỉ Hân ơi? Màu đầu tiên là black. Ừ, thế bây giờ mình nối, yêu cầu bài ở đây là mình nối, ở bên dưới cũng có 3 màu này. Thế mình nối ô thứ mấy với black? Nối ô... với số bạn, nối với 3. Đây là ô, mình quyết định đây là ô số 1 này, ô số 2 này. Ô số 3 này, thấy chưa? Ở đây mình cũng có 3 màu, red, black and green. Rồi, thế bây giờ mình nối ô số 1 này với màu nào đây? 1 2 3.
Các bạn ơi. Ngân ơi. Sao? Rồi hai bạn vào được rồi đúng không? Bị làm sao à? Con bị rớt mạng ạ. Ờ thế à? Vào được bình thường rồi đúng không? Bình thường rồi đúng không? Rồi, thế bình thường rồi thì các bạn turn camera cô đã rồi, được rồi. Ok, cô thấy rồi. Rồi, để cô chia sẻ lại màn hình nhé. Vâng ạ. What color is your name? My name is Kami Kami. Ngân hát à? Hát à? Vâng à. À, Ngân hát bài gì đấy? Thì Ngân có muốn hát một bài không? Đó ạ. Ừ, thế Ngân hát một bài xin nào. Hát bài gì cũng được ạ à, cô? Ừ, con thích hát bài gì con hát? Hát một đoạn ngắn nào. Vâng. Mau nào. Con hát, con hát tầm một phút này. Một con vịt trời ra hai cái cánh. Kêu là quá 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 quá. Là bốn vì là gì quá. Lúc lên mở với cái cánh cho cô. Con thích bài đấy à? Không mà con có hát mấy đâu. Con vừa hát đi, hát ngay thôi. Vâng, con hát đoạn ngắn thôi. Bây giờ con lên lớp 2 rồi, con hát bài khác rồi. Ủa thế à? Thế lên lớp 2 hát bài khác, không hát bài lớp 1 nữa à? Vâng ạ. Thế Hân có muốn hát một bài không? Dạ con không ạ. Ủa thế à? Con không hát một bài nào ạ. Ủa thế à? Hát có nhiều bài. Con không cần hát rồi, nó không thích hát. Ừ. Nó không thích hát à?
cái con múa phụ họa cho Ngân hát. Không à, còn lâu con thì em không biết. Con biết múa nhưng con thì không bao giờ múa. Con không thích múa. Con biết múa nhưng con thích múa. Ừ, thế à, một bạn hát một bạn múa. Không, không, không thích. Không bao giờ con thế đâu. Ngày xưa ở trường con mà tổ chức văn nghệ là con toàn được đi múa nhưng mỗi thật rằng là con lại không thích múa. Con nhớ rằng là hồi mà con nhớ rằng là hồi mầm non nhé, chị con lên sân khấu biểu diễn ở mầm non, con thấy rõ rồi cả mặt chị con cơ. Rồi, thế mình để chuyện văn nghệ ra cuối nhé, mình học mình làm nốt bài xong rồi mình nói chuyện tiếp nhé, không lại hết rồi nhé. Ừ, rồi, bây giờ mình quay lại bài này nào. Rồi, bây giờ mình nối, mình có 3 cái ô ở đây, 3 cái khối ở đây và 3 màu ở đây. Thế bây giờ các bạn nối cho cô trước nào. Ngân nào? Ngân nào? Ô đầu tiên mình nối với màu gì đây? Con nối màu đen với màu xanh lá cây ạ. Ồ, thế tại sao con nối màu đen với màu xanh lá cây à? Nào, tập trung vào nào. Nào, trả lời tử tế nào. Nối ô đầu tiên. Cái ô đầu tiên, đây, number one này. Nối với màu gì đây? Đây, có 3 màu ở đây. Màu số 1, màu số 2 và màu số 3. Con nối với màu số mấy? Nối ô đầu tiên. Con nối ô này với màu gì? Với ô màu số mấy? Con nối ô thứ nhất với ô màu đen ạ. Đúng rồi, đây đúng không? Vâng ạ. Đúng rồi, black. Rồi, tiếp theo thứ 2 nào. Thứ 2 là màu gì đây? Thứ hai là màu xanh lá cây ạ. Ờ, xanh lá cây tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là green ạ. Đúng rồi, thế con nối ô thứ mấy cái màu này nào? Ô màu thứ mấy? Con nối ô thứ hai với ô thứ ba ạ. Đúng rồi, chính xác. Rồi, thế còn màu cuối cùng này là màu gì nhỉ? What color is it? It's red. Rồi, ok, có mỗi đáp án này thôi, red. Rồi, xong. Thế nào? Cấp rồi, rồi mình nhận 33 xu nữa. Rồi, tiếp nào, mình chuyển sang bài tiếp nhé. Chuyển sang bài tiếp để thu thập xu nhé. Nào, bây giờ người ta yêu cầu là mình chọn một cái khác so với những cái còn lại. Ở đây mình có A, B, C, D, E. Được chưa? Ừ. Rồi, thế bây giờ ở đây có 5 cái mà có một cái khác so với những cái còn lại. Rồi, ừ, được rồi. Hân nào? Hân chọn trước cho cô. Con thưa cô là E. Thần xe ạ, vì là tất cả con đều là robot mà mình con đó là con gấu ạ. Đúng rồi, chính xác, correct. Rồi, rồi, thế cái này mình lại làm tiếp, vừa nãy mình cũng làm cây gậy rồi. Đáp án gì nhỉ? Ngân nào? Đáp án là E ạ. Đúng rồi, đáp án E. Đúng rồi, vừa nãy mình giải thích rồi đúng không? Mình làm trong bài trong bài tập rồi đúng không? Ừ. Rồi, thế cái này nào? Cái này nào Hân nào? Con thưa cô là C ạ. Ừ, tại vì? Tại vì là tất cả bình đều có nước mà bình C lại không có nước ạ. Ừ, đúng rồi, chính xác. Thế còn cái number 4 nào, Ngân nào? Con thưa cô là con chọn đáp. Con chọn đáp án D ạ. Ừ, tại vì sao? Bởi vì rằng là các quả khác đều màu đỏ. Mà quả táo D lại không có. Quả táo đây là màu xanh lá cây ạ. Ừ, rồi, thế bây giờ mình làm một cái phần nhỏ nhỏ là bên cái bài này nhá. Bây giờ cô hỏi Hân nào. Đã. How many red apple? Có bao nhiêu quả táo màu đỏ nào? À 4 apple. Ờ, 4 gì? Cô vừa bảo quả màu tạm màu đỏ. Red. Màu đỏ. Red apple. Đúng, chính xác. Rồi, Ngân nào. How many green apple? One green apple. Đúng rồi. Rồi, thế đáp án là đáp án? D. B, đúng rồi, chính xác. Rồi, câu số 5 nào. Hân nào.
Con thưa cô là B ạ. B đúng rồi, tại vì là cây bút, những cây bút chì khác nó đều nhỏ mà mình cây bút chì thì nó to vậy ạ. Ừ đúng rồi, chính xác. Rồi. Lượt bài nào. Rồi, theo nào, mình sang bài tiếp theo nào. À, nghe nào. À, các bạn đọc hai từ này cho cô nào. Ngân đọc trước nào. Car. Rồi, Hân nào. Car. Rồi. Theo nào, Hân nào. Cat. Ừ. Ngân nào. Car. Rồi, chính xác. Rồi, mình làm cái bài điểm số này nè. Nào, thế ở đây có bao nhiêu cái ô tô? How many cars? Nhìn vào đây cho cô xem, đếm nào. Đếm và viết cái số ở đây. Rồi đếm cho cô chứ nào. Ngân đếm cho cô nào. 1, 2, 3, 4. Rồi, thế how many cars? How many cars? Ừ, thế how many? Four cars. To cho cô nào. Four. Đúng rồi. Rồi mình sẽ ghi four vào đây nhé. Tiếp nào. Hân nào. One, two, three. Rồi, three. Thế how many cat? Three cat. Đúng, three. Rồi, mình switch three vào đây. Nào, mình lại quay lại nhìn màu nào. Đây là màu gì đây? What colors? It green, it blue. Rồi, what color is it? It orange. It rồi, orange. What color is it? Đây mình cũng gọi là blue nhé. Blue. Ừ, đúng rồi. Thế what color is it? It orange. Đúng rồi, chính xác. Tốt. Rồi, bây giờ mình đọc bài nha. Rồi, đúng rồi. Rồi, mình lại 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 nghe tu rồi. Thế nào? Mình học bài. Bây giờ mình chơi một cái trò chơi này nhé. Vâng ạ. Ừ, rồi. Cô đã làm cái trò chơi cho các bạn. Là mình ôn tập lại. Mình làm trò chơi và mình ôn tập lại những cái bài, các bài lần trước. Những cái khẩu lệnh, những cái từ vựng. Rồi. Mình sẽ chơi cái Factory này. Rồi mình sẽ chơi trong tầm. Các bạn muốn chơi bao nhiêu lâu này? 7 phút hay là 8 phút hay 10 phút này? 10 phút ạ. 10 phút ạ. 10 phút luôn. Ừ, ok. Rồi. Làm tầm to lên. Không. Nào, bây giờ cô sẽ hướng dẫn một cái quy trình trò chơi này nhá. Vâng ạ. Đầu tiên thì mình sẽ phải trả lời những cái câu hỏi ở đây. Rồi, what is your name? Đây, cái câu hỏi này dùng để làm cái gì đây? Để dùng để hỏi tên ạ. Ừ, thế đây là đáp án của cái đấy thì sẽ là gì? I'm Kim. I'm Kim. Đúng rồi, đáp án A đúng không? Đấy, mình trả lời đúng này. Khi mà mình trả lời đúng thì mình sẽ mỗi lần mình sẽ phải trả lời 3 câu hỏi. Được chưa? Và sau khi trả lời xong 3 câu hỏi, mình sẽ được chọn một nhân viên để vào làm ở trong công ty của mình. Được chưa? Rồi, thế bây giờ mình cứ làm từ từ nhá. Nào, câu thứ hai nào. Ngân nào. Con thưa cô. Who is it? Con thưa cô Rosie ạ. Rosie, đúng rồi. Chính xác, correct. Rồi, thế cái hành động này trong tiếng Anh là gì đây? Các bạn có nhìn thấy cái ảnh này không? Có ạ. Ờ, là gì? Là hello. Đúng, hello. Chính xác rồi. Sau khi mình trả lời đúng 3 câu rồi này. Mình trả lời đúng 3 câu, mình sẽ được chọn một nhân viên vào làm. Các bạn muốn chọn nhân viên thứ mấy đây?
chọn nhân viên thứ 1 à. Ờ à, rồi. Một bạn gà. Ok. Đấy, bạn ấy đang làm việc này. Đấy. Đấy chưa? Mình sẽ được nhận 10 nhân viên để vào làm trong công ty của mình này. Đấy, và đây là số tiền mình nhận được ở đây này. Các bạn nhìn thấy ở đây không? Bên góc phải đây này. Đó, bạn đang làm việc đây này. Mình sẽ phải trả lời các câu hỏi. Rồi khi nào mà mình đủ số tiền này thì mình sẽ nâng cấp để cho bạn làm nên được nhiều tiền hơn nhá. Đấy chưa? Rồi, tiếp nào. Rồi, đến Ngân nào. Hành động này là gì? Con thưa cô là goodbye ạ. Đúng, chính xác. Tiếp nào, Hân nào. Đây là bạn gì đây? Con thưa cô, đây là bạn Tim ạ. Chính xác. Rồi, câu tiếp theo nào, đây là màu gì? What color is it? Ngân nào? Con thưa cô là it green ạ. Green, chính xác. Rồi, bạn nào, chọn bạn nào đấy nhỉ? Các bạn muốn chọn bạn nào đây? Con chọn bạn thứ nhất ạ. Lại một bạn thứ nhất à? Không thích bạn, không thích bạn chuột, không thích bạn... Không ạ, vì con thấy nó cút xe ạ. Ừ, đúng rồi. Rồi, thế mình sẽ mình làm một công ty toàn nhân viên cute nhé. Vâng ạ. Rồi, tiếp nào. Đây là hành động gì đây? Anh thưa cô là listen to your teacher ạ. Đúng rồi, listen to your teacher. Tiếp, chính xác. Rồi, thế hành động là hành động, à đây là màu gì đây? What color is it? Ngân nào? Con thưa cô là it red ạ. Red, rồi. Tiếp nào, thế Hân nào? What color is it? Con thưa cô là it yellow. Yellow, đúng rồi. Chính xác. Rồi, bây giờ mình đủ tiền để nâng cấp cho các bạn này rồi. Các bạn muốn nâng cấp bạn nào lên? Con cánh cừu ạ. Các con cánh cụt đấy nhá. Rồi, thế bây giờ mình đủ tiền rồi này. Các con nhìn thấy số tiền ở đây không? Bây giờ các con muốn nâng cấp bạn nào lên đây? Nâng cấp à. Con thưa cô là bạn cáo ạ. Bạn cáo. Rồi, bạn cáo. Rồi, thế bây giờ hành động quay lại cho trả lời câu hỏi nào. Hành động gì đây? Hân đã nào? Hân đã cho Hân trả lời. Con thưa cô là raise your hand. Chính xác, raise your hand. Rồi, thế bạn này bạn nào? Bạn này là bạn gì nhỉ? Ngất nhỉ? Con thưa cô là bạn boy ạ. Boy, đúng rồi, một bạn con trai. Rồi, hành động gì đây, Hân? Con thưa cô là đứng thẳng hàng ạ. Đúng rồi, thế là gì? Tiếng Anh hả? Tiếng Anh đọc rồi à? Đó là... Line up. Đúng, line up. Hai bạn đọc lại cho cô nào. Line up, line up. Rồi, rồi, cho chọn nào. Rồi, cho Ngân chọn nào. Chọn bạn ở giữa. Ừ, rồi, một bạn cáo. Rồi, bây giờ mình đủ tiền để nâng cấp các bạn rồi. Cho nâng cấp bạn nào đây, Hân? Cho Hân nâng cấp bạn nào. Cô là bạn. Bạn gì? Gà. Bạn gà, ok. Con vẫn còn đủ tiền đấy. Nâng cấp bạn nào nữa? Con chọn bạn cáo ạ. Rồi, bạn cáo này cũng đủ này. Rồi đấy, mình nâng cấp lên bạn, các bạn làm nhiều tiền hơn cho mình này. Rồi, bạn tiếp theo nào? Cho Ngân nào? Bạn nào đây hả Ngân? Là bạn Billy ạ. Billy, đúng rồi. Tiếp nào? Hân nào? Con màu gì đấy? Đây là màu... Đây là blue ạ. Đúng, it's blue. Rồi. Ngân nào? Hành động con gì đây? Stand up ạ. Stand up. Chính xác. Rồi, cho Hân chọn nào. Con thưa cô là con chọn bạn rùa. Bạn rùa, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình nâng cấp các bạn lên này. Đấy, mình nâng cấp các bạn lên, các bạn làm nhiều tiền hơn cho mình này. Tiếp nào, Ngân nào? Con thưa cô là sit down ạ. Sit down, chính xác. Hân nào, màu gì đây? What color is it? Là màu... Đây là black ạ. Black, chính xác. Tiếp nào, what is it? What is it, Ngân? Con thưa cô là apple ạ. Apple, chính xác. Rồi, chọn màu gì cho Hân chọn nào? Con chưa được chọn cơ. À, thế là cho Ngân chọn, cho Ngân chọn. Cô quên con thưa cô là con chọn bạn. Thứ 1 ạ, con chọn số 1. Bạn này là bạn thỏ. Rồi, để cô nâng cấp các bạn này lên đấy nha. Hân nào, Hân nào?
Con thưa cô đây là ba. Chính xác. Rồi, Ngân nào? Con thưa cô là green ạ. Green, rồi. Ai đây? Con thưa cô là team. Team, chính xác. Rồi, muốn chọn bạn nào đây? Con thưa cô là con sẽ chọn bạn con thưa cô là con sẽ chọn bạn này. Bạn thứ mấy? Con thưa cô là chọn bạn thứ một ạ. Bạn thứ một rồi, bạn này bạn cú. À, bạn cú. Rồi, thế là từ từ, ta chưa lên cái hình. À, nhầm, sorry. What is your name? Cái này là phải hỏi về cái gì đấy? Hỏi tên ạ. Hỏi tên, thế bây giờ trả lời là gì? Thưa cô là I'm Tim. Chính xác. Bạn nào phải trả lời đấy nhỉ? Con ạ. Con là bạn nào? Hai bạn ngồi cùng nhau. Con là Cún ạ. Con là Cún à? Hay con là Hân hay con là Ngân đã nhỉ? Hân à, ờ rồi, Hân, Hân phải trả lời. Rồi, thế bây giờ đến Ngân nào? Con thưa cô là Apple. Chính xác, Apple. Rồi, Hân nào? Con thưa cô là Black ạ. Black. Rồi, cô cho Ngân chọn đến nào? Con thưa cô là con chọn bạn thứ nhất ạ. Bạn thứ nhất, rồi. Bạn thứ nhất là một bạn vẹt. Thế nào? Bây giờ đến cô vừa cho Ngân chọn đúng hay Hân đấy nhỉ? Ngân ạ. Ngân ạ. À. Rồi thế Hân trả lời cho cô nào. Màu gì đây? What color is it? Là màu là yellow ạ. Yellow, đúng rồi. Chào cô, tí cô nâng cấp các bạn lên này. Đấy, các bạn làm nhiều tiền cho mình rồi đây này. Rồi, hành động gì đây ạ? Đây là... Đến em ạ. Con thưa cô là listen to your teacher ạ. Đúng, listen to your teacher. Tiếp nào, who is it? Con thưa cô đây là boy. Boy, chính xác. Rồi, các bạn cứ theo thứ tự mà chọn con đi. Con thưa cô... Không, em chọn này. Chọn. Con thưa cô là con sẽ chọn bạn lợn ạ. Ừ, chọn bạn lợn. Rồi, mình còn một phút nữa thôi nhá. Vâng ạ. Ừ, chọn bạn lợn này. Rồi, hành động gì đây nào? Bạn tiếp theo trả lời đi. Con thưa cô là đi theo hàng ạ. Ừ, đi theo hàng trả lời tiếng Anh nào? Lại quên cách đọc rồi. Line up ạ. Con thưa cô là line up ạ. Line up, đúng rồi, chính xác. Tiếp nào, hành động con gì đây? Con đây là... Sit down ạ. Sit down, chính xác. Rồi, mau nào. Con thưa cô đây là bye ạ. Goodbye. Rồi, tiếp nào. Mình chọn bạn cuối cùng nào. Con thưa cô là con chọn bạn thứ ba ạ. Bạn thứ ba, bạn gấu, gấu Bắc Cực. Rồi, tiếp nào. Hành động gì đây? Đây là raise your hand. Raise your hand, chính xác. Rồi, ai đây? Billy ạ. Billy, tốt. Tiếp nào. À, cuối cùng nào. Là stand up ạ. Rồi, ok. Rồi, mình đã hết 10 phút chơi rồi. Nào, thế là mình đã... Ôi, các bạn làm rất là giỏi này. Nè, các bạn chọn ô thứ mấy để nhân điểm nào. Con thưa cô là con chọn ô thứ 2 ạ. Rồi, hai bạn đều đồng ý chọn ô thứ 2 đúng không? À. Nào, rồi, các bạn được x 2 điểm nào. Very good. Nhân 2 liền điểm lên rồi, chính xác. Rồi. Đây là các bạn đã làm, các bạn công ty của các bạn làm được 89.236 dollar. Cô lần sau học cô cho con chơi tiếp trò này nhé. Ừ. Con thích chơi trò này đúng không? À, ừ. Thế thì nhưng mà mình phải học vài bài cơ mình mới chơi được nhiều như thế này chứ mình học ít lắm. Vâng, học ít. Mình sẽ coi như đây là một bài kiểm tra ngắn cho các bạn nhé. Vâng, rồi đấy, các bạn trả lời rất là tốt này, độ chính xác của các bạn là 32/32 này, 100%, đúng rồi, very good. Rồi này, các bạn thấy học có vui không? Có. Ừ, rồi thế mấy buổi sau mình chơi trò chơi nữa nhé. Nào, cô lại làm chơi cho các bạn chơi tiếp nhé. Vâng ạ.
Rồi, thế bây giờ mình quay lại bài tập về nhà của các bạn ngày hôm nay nào. Hôm nay mình học về literacy, hai từ mới là từ gì và từ gì nhỉ? Căn là khăn và khờ. Rồi, hai số gì? Số 3 và 4. Rồi, thế bây giờ các bạn về nhà học những cái từ mới đấy cho cô nhá. Vâng ạ. Và làm bài tập gì cô yêu cầu bên trên đấy nhỉ? Con thưa cô là làm bài tập tô màu những cái khác biệt ở bài tập số 1 ạ. Đúng, đúng rồi, chính xác. Rồi, hai bạn đều nhớ bài tập về nhà rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ, rồi, thế hôm nay mình nghỉ ở đây nhá. Vâng ạ. Rồi, rồi, goodbye teacher. Ừ, bye. Ok, goodbye. Rồi, chào các bạn.